Dạ, xin chào quý vị và các bạn kênh Hiên Trần Vlog. Thì hôm nay cũng được dịp một chị Mạnh Hồng Quân đã gửi lắm, nhờ em đi trao lại mấy phần quà cho mấy chú ngồi xe lăn với lại mấy cụ già đó. Thì hôm nay giờ em tập trung, nhờ mọi người tập trung lại em tới em quay. À, đây là coi như anh ơi, mọi người tới đây. Dạ. Ôi, chào mấy cô bác, đông đủ hết à. Dạ, xin giới thiệu với quý vị các bạn là đây là mấy người cũng hàng xóm mà cũng bị tai nạn ngồi xe lăn đó. Đây, đây là chú Pha. Ở đây là Dường Hai Thông, đây là bác Bảy. Và cô kia thì bị giống như mà cho con mượn cái mít cái gì hả? Rồi na nắm cho thứ năm mà nói. Đã nắm được đâu? Nắm được. Dạ rồi hồi đó thứ năm bị thế nào rồi thứ năm mới thể trở lại đó. Thêm năm chở cháu đi dễ khám bệnh, thêm năm bị tai nạn khi đi xe taxi, xe tải nó tung vô thêm năm. Dạ. Vừa thêm năm bị ngầu một chỗ, nhờ dạ. Mạnh Thường Quân ủng hộ cho thêm. Dạ. Giờ thêm cũng không có làm gì được hết, tay thì đã ruốt, mắt thì nó tấu, thêm năm không có thấy gì hết. Giờ thêm năm trước nhất thêm năm nhờ Mạnh Thường Quân ủng hộ thêm năm. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì đó, trong ngày hôm nay con cũng được dịp Mạnh Thường Quân gửi cho người ít đã uống sữa đó, thì con giờ con tới đây thì con phát và giới thiệu với mọi người. Đây là bà cụ 80 tuổi, đây bà về tai biến ha. Bà bệnh thần kinh tọa, nó giật nó run biết à, nói sao quên mất rồi. Bây giờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bác, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Tơ liệt, giờ nó run, giờ nó mệt rồi, nó không ăn uống được hết rồi. Hôm nay ấy không rồi, mệt rồi. Cảm ơn các cha đất đồng nào, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bác chúc Mạnh Thường Quân mạnh giỏi, nhiều sức khỏe. Rồi đây là chú Pha 12 bị tai nạn 12 năm không nói được ha. Giờ hát câu bài chòi kìa đó chú ơi. Cái chòi mày? Bài chòi hát. Hát được không? Hát được không? Ở đây mẹ cho ai nghi trời. Hát cái gì? Hả? Nói biểu quá không bị chòi đi tranh ăn gì. Hát tặng mọi người bản bài tròi đi. Tặng bài tròi sao tay chưa? Hát tặng ơi. Hát đi. Tại tay em đút một năm nhanh thấp lên em nhái hàng lỡ cái rơ nhân cơ nhau. Khi một bữa cũng buồn ngủ chi mẹ thế cách luôn có luôn à. Đừng thở đâu. Dạm chân, dạm chân. Hay quá. Rồi trao lại vỗ tay vỗ. Dạm chân. Dạm chân xuống đất kêu trời ai làm ở ngoài biển. Ngồi giờ mẹ thấy đánh mà thay ai đặt tôi cho đặt cả ai đặt nữa à, vậy là hay quá rồi. Còn bán đang đó, còn bán đang đó còn chớ. Dạ, hát tặng mọi người nghe đi, hát tặng mọi người nghe ha. Hay lắm luôn á. Rồi giờ vỗ tay lên với Dường Hai, hát tặng mọi người nghe nè. Nhạc đây à, tưởng sao đông anh đi nè. Nè, đó nè, nè. Thầy hát nhạc. Không biết hát rồi, hát đi. Rồi hát bài tròi đi, Không biết bài tròi, hát bài tròi gì. Sao? Ha ha. Mệt mệt bé rồi đúng không? Thôi kì à. Dạ, thì thôi con cũng
Ở đây cũng thay mặt mọi người cảm ơn chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Bây giờ con ở phòng quà nó cũng trao cho mọi người. Người có chút lòng thành nữa cũng sửa rồi. Cái ai giúp con xíu ta. Bây giờ con gửi bà trước ha, con gửi bà 200 nè. Gọi là 200. Dạ, gọi là 200. Dạ. Cảm ơn Mạnh Quân, vỗ tay lên. Cảm ơn Mạnh Quân. Cảm ơn Mạnh Quân. Dạ. Thì giờ cũng ấy con cũng Mạnh Thường Quân nhờ phát. Thì hôm nay cũng rất là vui. Mặc dù trời mưa gió nhưng mà mọi người đã tới tập trung đông đủ để tạo điều kiện để con quay cái video lên. Thật ra tất cả Mạnh Thường Quân rồi nhìn thấy là ai có hỗ trợ giúp đỡ gì nữa thì sau quấy rồi đó con trao lại cho con trao cho mọi người. Dạ con gì ai có muốn nói gì đồng đây tôi cũng có đại diện cho tất sáu anh em chị em tàn tật bệnh đau, cũng cảm ơn các tất cả mấy Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho anh em chúng tôi. Tôi cũng có gì cũng cầu chúc cho tất cả các anh em Mạnh Thường Quân được mạnh khỏe, dìu dào sức khỏe và hạnh phúc và tràn đầy hạnh phúc. Rồi không có gì là cũng mong muốn các anh chị em là tình thương mến thương đỡ cố gắng níu kéo với chị em tôi nữa. Tất cả đây là cũng nhờ cái của anh chị em Mạnh Thường Quân hết. Tất cả tôi không có gì cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Tại vì gì ai có muốn nói để gì ai nói gì ai gì ai nói. Trước nhất là cũng thay mặt ở đây là sáu cô bé đây cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đỡ mẹ giúp đỡ cho chúng tôi được là bát cơm mảnh áo nhân dân này là cũng mừng rồi để chúc cho Mạnh Thường Quân đỡ mẹ khỏe mạnh cái sức khỏe để dìu dào để làm cái chung cha chúng tôi thì cũng cảm ơn hết tất cả. Dạ rồi cũng không cảm ơn nói gì. Rồi thưa quý vị và các bạn nãy giờ thì nãy giờ thì ấy cũng em cũng đã nhận buổi bài cao tại cái phần quà của chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thay mặt mọi người cảm ơn chị rất là nhiều đã giúp đỡ cho mọi người có được chút sữa rồi uống. Còn bây giờ thì em xin phép khép lại cái video tại đây. Nếu mà quý vị thấy thì cho em xin một like, đăng ký và chia sẻ để em làm thêm những cái video khác đó, tốt hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.